Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Luật sư doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, trong cuộc họp gần đây nhất với tổ công tác của Thủ tướng đánh giá công tác cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm điều kiện kinh doanh của các bộ ngành vào hôm 12 tháng 7 vừa qua, thì theo kế hoạch, thời hạn báo cáo chính phủ về công tác cắt giảm này là trước 30 tháng 7. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại thì mới chỉ có nghị định về cắt giảm các điều kiện kinh doanh thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương là đã được ban hành. Còn các hoạt động cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh của các bộ khác vẫn đang trong quá trình xây dựng và đang trong quá trình giai đoạn soạn thảo và chủ yếu. Và cũng đến thời điểm hiện tại thì mới chỉ có 738 điều kiện kinh doanh đã được cắt giảm trong tổng số 5.700 điều kiện kinh doanh hiện hữu và mới chỉ đạt 13%. Trong khi đó thì Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu phải cắt giảm được 50% điều kiện kinh doanh trước ngày 31 tháng 10 năm 2018. Rõ ràng công tác cắt giảm điều kiện kinh doanh đang có những chuyển biến rất chậm, đặt ra mối lo ngại về việc khó hoàn thành được mục tiêu đề ra. Chương trình Luật sư doanh nghiệp tuần này với chủ đề chậm chuyển biến trong cắt giảm điều kiện kinh doanh sẽ tiếp tục làm sâu hơn về đề tài về cắt giảm điều kiện kinh doanh. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, trong thời gian qua, hàng loạt bộ ngành đã tổ chức những cuộc hội thảo lấy ý kiến rồi công bố sẽ cắt giảm một số lượng điều kiện kinh doanh nhất định. Tưởng rằng các bộ đã vào cuộc một cách rốt ráo, tuy nhiên thực tế lại không như vậy. Hiện vẫn còn 5 bộ đã có dự thảo nghị định nhưng chưa trình chính phủ, 4 bộ đã có phương án nhưng chưa có dự thảo nghị định và thậm chí là có 4 bộ còn chưa có cả phương án cắt giảm. Và trong bối cảnh đó thì các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều vướng mắc từ các điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính. Mời quý vị theo dõi phóng sự tổng hợp sau để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Là một doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng nông sản, vốn không có quá nhiều rào cản, bị gọi là vô lý. Nhưng doanh nghiệp này cũng không tránh khỏi những khó khăn trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình. Các doanh nghiệp của chúng tôi là doanh nghiệp về xuất khẩu nông sản. Những cái mặt hàng này là nó cũng không có mang tính chất nhiều về cái thủ tục về hành chính, thủ tục hành chính nhiều. Thì đương nhiên là tuy nhiên là nó có một vài cái liên quan đến thủ tục liên quan nhỏ thôi, đến ví dụ như các cái chứng nhận về an toàn vệ sinh thực phẩm hay là chứng nhận về các cái chứng nhận quốc tế. Hay như doanh nghiệp này cũng hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, hàng ngày xuất đi hàng chục container qua các cảng, nhưng đã bao lâu nay doanh nghiệp này vẫn phải chịu cái cảnh làm các thủ tục không những lặp đi lặp lại mà thậm chí những thủ tục ấy dường như chẳng có ý nghĩa gì. Hiện tại thì khi mà đưa công ra cảng thì cũng rất là thuận lợi. Tuy nhiên chúng tôi còn có một số giấy tờ mà chúng tôi cảm thấy là nó không cần thiết. Ví dụ như là cái giấy tờ mà xác định trọng lượng của container thì tôi nghĩ là ở ngoài cảng có đầy đủ trang thiết bị để xác định trọng lượng thực tế của cái công hàng của chúng tôi là bao nhiêu rồi. Cho nên việc xác định chúng tôi phải ký lên những cái tờ giấy xác định trọng lượng của công đó là nó vô nghĩa. Ví dụ như trọng lượng chúng tôi mà quá công thì bên ngoài cảng có quyền chặn lại, không cho công đi. Như vậy thì cái tờ giấy mà xác định trọng lượng công chúng tôi, hiện tại bản thân doanh nghiệp chúng tôi cũng không hiểu là nó có tác dụng gì giúp cho bên ngành ngoài cảng để xác định được cái công hàng của chúng tôi. Đó chỉ là hai ví dụ mà chúng tôi ghi nhận được về việc những điều kiện kinh doanh, những giấy phép con đang tồn tại vô lý và khiến doanh nghiệp bức xúc. Rõ ràng, quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, cắt bỏ điều kiện kinh doanh không cần thiết để thu hút đầu tư, tạo dư địa cho tăng trưởng. Tuy nhiên, tình trạng trên nóng dưới lạnh là có thật, và nhiều điều kiện đã có trong luật, nguy cơ nảy sinh các giấy phép con khác là rào cản của mục tiêu cắt giảm điều kiện kinh doanh. Các bộ ngành thì đang quá chậm trong tiến trình cắt giảm điều kiện kinh doanh. Nhưng thực tế vẫn tồn tại vô vàn những điều kiện kinh doanh vô lý. Hoặc nếu có cắt giảm, thì chất lượng đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh còn đối phó, không thực chất. Ví dụ, điều kiện kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm. Quy định hiện hành về điều kiện là có phương án kinh doanh bao gồm các nội dung cơ bản, kế hoạch kinh doanh, dự kiến doanh thu và chi phí hoạt động, kế hoạch nhân sự, dự kiến các nguồn sử dụng dữ liệu.
phương án đề xuất đơn giản hóa đưa ra là bỏ nội dung dự kiến doanh thu và chi phí hoạt động. Điều đó có nghĩa là doanh nghiệp vẫn phải có phương án kinh doanh, nhưng thay vì phải có 4 nội dung thì chỉ cần 2 nội dung. Và đây được xem là một điều kiện kinh doanh được đơn giản hóa. Trong khi đó, xét về tính hợp lý, nếu yêu cầu doanh nghiệp phải có phương án kinh doanh là chưa hợp lý khi can thiệp vào quyền tự chủ của doanh nghiệp, không có tính khả thi và ít có tính thực tiễn. Đến câu chuyện được đưa ra tại hội nghị về cải cách thủ tục kiểm tra chuyên ngành theo nghị quyết 19 năm 2018 của Chính phủ. Một gói cà phê sữa cho sữa sấy khô vào để tạo thành sản phẩm. Nhưng thủ tục là phải bóc vỏ ra để kiểm tra xem có dịch bệnh bên trong hay không. Hay có doanh nghiệp dán nhãn hiệu suất năng lượng cho 4 chiếc tủ lạnh mất đến 149 triệu đồng. Nhưng nhãn đó chỉ dành riêng cho sản phẩm của từng doanh nghiệp. Đó cũng chỉ là những ví dụ tiếp theo được nhặt ra và được các chuyên gia chia sẻ về tiến trình cắt giảm điều kiện kinh doanh. Rõ ràng, việc cải cách thủ tục kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh của các bộ, ngành chuyển biến rất chậm. Những bất cập chưa được cải cách triệt để. Nhiều bộ có phương án nhưng chưa thực hiện, dù đã công bố cắt giảm, nhưng sau thời gian dài chưa có kết quả cụ thể, làm ảnh hưởng đến lòng tin của người dân và doanh nghiệp. Hiện nay có thể nói là trong cái quản lý chuyên ngành thì mấy năm vừa rồi thực hiện nghị quyết của Chính phủ thì các bộ đã có những cố gắng nhất định. Tuy nhiên là hiện tại thì vẫn còn rất nhiều vướng mắc. Thứ nhất là cái diện kiểm tra chuyên ngành rất là rộng. Những danh mục mặt hàng hiện nay theo đánh giá của doanh nghiệp cũng như đánh giá của Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ là hiện nay các bộ đã giải thích là quá rộng so với quy định của luật. Đấy là cái vướng mắc rất là nét hiện nay. Cho nên cái diện kiểm tra là rất là rộng. Các anh theo như ý kiến của các anh ở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường thì đáng lẽ cái diện hàng hóa quản lý chuyên ngành nhóm 2 nó là trên cái đỉnh của một hình nón, thì hiện bây giờ nó lại ngược lại, nó lại trở thành cái đỉnh của một hình nón lộn ngược, tức là cái diện càng ngày càng mở rộng so với luật rất là nhiều. Thứ hai là tất cả hàng hóa hiện nay quy định đều phải kiểm tra trước khi thông quan, và cái này tạo ra cái sự ùn tắc cái hàng hóa và kéo dài cái thời gian thông quan của doanh nghiệp. Thứ ba là theo những quy định hiện nay, các cái quy chuẩn kỹ thuật thì hàng hóa nhập khẩu hầu như đều là hàng hóa của nhóm 2, tức là đều phải thực hiện theo cái phương pháp đánh giá sự phù hợp số 7. Và theo phương pháp đó thì việc đánh giá cho từng lô hàng, mà cái việc đánh giá nó chỉ có giá trị cho một lô hàng. Cho nên là thay vì cái việc mỗi một sản phẩm chỉ cần đánh giá công bố hợp quy một lần, thì theo quy định này thì hình như lô hàng nào cũng phải đánh giá, và như thế nó tạo cho cái kiểm tra chuyên ngành nó trở thành rất nặng nề. Về đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đến tháng 6 năm nay mới chỉ có nghị định về cắt giảm điều kiện kinh doanh thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương. Một số bộ đã có thông tin về phương án cắt giảm hay đang xây dựng, nhưng những bộ khác đang làm gì, làm tới giai đoạn nào, giải pháp cắt giảm có phù hợp hay không thì doanh nghiệp không có thông tin. Cụ thể, ngoài Bộ Công Thương, mới có Bộ Xây dựng đang có dự thảo nghị định, đang lấy ý kiến các thành viên chính phủ. Còn lại, hầu hết các bộ khác đang trong quá trình rà soát, đề xuất phương án. Năm bộ là Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Tài nguyên Môi trường đã có dự thảo nghị định sửa đổi, nhưng chưa trình lên chính phủ. Các bộ khác như Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Ngân hàng Nhà nước, mặc dù đã có phương án, nhưng chưa có dự thảo nghị định, trong khi thời hạn chỉ còn hơn 3 tháng. Thậm chí, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Quốc phòng còn chưa rà soát và chưa có phương án đơn giản hóa điều kiện kinh doanh. Và cũng đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có 738 điều kiện kinh doanh đã được cắt giảm trong tổng số 5.700 điều kiện kinh doanh hiện hữu, mới chỉ đạt 13%. Như vậy ở đây có 3 nhóm. Một là nhóm thứ nhất là đã hoàn thành, đang chạy tiếp vòng 2. Nhóm thứ hai là
đã có nghị định và đã trình lấy ý kiến thành viên chính phủ, đó là giai đoạn cuối. Nhóm thứ ba là có nghị định và đang xin ý kiến các bộ. Nhóm thứ tư mới có phương án để nhưng chưa có nghị định. Nhóm thứ năm chưa làm gì cả. Thậm chí rất nhiều bộ ngành cũng chưa, thậm chí chưa nhận thức được cái công việc mà luật doanh nghiệp đã quy định. Và như vậy thì cái việc triển khai cái quy định về kiểm soát cái điều kiện đầu tư kinh doanh là có những cái sự chậm trễ nhất định. Như vậy, mục tiêu hoàn thành cắt giảm 50% tổng số điều kiện kinh doanh trước 31 tháng 10 là một thách thức rất lớn. Theo thông tin từ buổi làm việc của Tổ công tác của Thủ tướng vào hôm 12 tháng 7 vừa qua, thì chậm nhất là đến ngày 15 tháng 8, các bộ phải trình phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh. Và đến ngày 31 tháng 10, các bộ phải trình ban hành nghị định sửa đổi các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh. Thời gian không còn nhiều, liệu rằng tiến trình này có thực hiện được hay không? Và chúng ta đang thiếu những gì để tiến trình cải cách được đẩy nhanh và triệt để? Trước tình trạng tiến trình cắt giảm điều kiện kinh doanh đang bị chậm như hiện nay, các chuyên gia cho rằng trong nội bộ từng bộ không nên giao các cục, vụ đang thực hiện nhiệm vụ cấp phép lại là cơ quan chủ trì soạn thảo phương án hay chủ trì soạn thảo các nghị định, thông tư cải cách cấp phép này. Bởi những đơn vị này đang cấp phép thì sẽ không có động lực và sẽ tìm cách này, cách khác để giữ lại quyền cho mình. Bên cạnh đó, các bộ cần mở rộng đánh giá các điều kiện kinh doanh chứa đựng trong luật để có phương án sửa đổi hoặc bãi bỏ những điều kiện kinh doanh bất hợp lý. Nếu như theo đúng luật doanh nghiệp luật đầu tư thì những cái điều kiện đầu tư kinh doanh được ban hành trái thẩm quyền sẽ đương nhiên không có hiệu lực thi hành. Thế nhưng trên thực tế các bộ ngành vẫn áp dụng những cái quy định đó và doanh nghiệp vẫn phải tuân thủ. Và trên thực tế tôi đang nói là trên thực tế thì như vậy doanh nghiệp vẫn không dám không tuân thủ các cái quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trái thẩm quyền, thì đây là một cái theo tôi là một cái thách thức rất lớn. Và cái thách thức này nếu như chúng ta không có biện pháp xử lý thì rõ ràng là toàn bộ những cái quy định của luật doanh nghiệp và luật đầu tư về kiểm soát điều kiện kinh doanh đương nhiên bị vô hiệu hóa. Như vậy nó sẽ không có ý nghĩa gì cả, cả về mặt lý thuyết cũng như về mặt thực tế. Thế như vậy mặt lý thuyết thì nói như vậy, nhưng về mặt thực tế nó ban hành ra xong nó vẫn cứ áp dụng và doanh nghiệp vẫn cứ phải tuân thủ. Thế thì như vậy toàn bộ các quy định về kiểm soát cũng như cái nỗ lực cải cách mà tôi gọi là lớn nhất mà được xã hội kỳ vọng nhất theo luật doanh nghiệp và đầu tư thì gần như sẽ bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Là trong quá trình đề xuất xây dựng các cái luật pháp lệnh hay kể cả các nghị định của chính phủ quy định về các điều kiện đầu tư kinh doanh cũng như là vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính thì Bộ Tư pháp cũng sẽ dưới góc là cơ quan, một là góp ý, hai là thẩm định, thì cũng sẽ kiểm soát chặt chẽ cái việc là đưa các cái điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết hay những cái thủ tục hành chính không cần thiết trong việc là tham gia thẩm định khi mà thẩm định các dự án dự thảo văn bản hay cũng như trong quá trình góp ý chuẩn bị ý kiến của chính phủ đối với những cái văn bản không do chính phủ trình. Thì đấy là ý thứ nhất. Và trong quá trình là kể cả trong quá trình là chính sách thì cũng phải có cái kiểm soát cái việc đánh giá tác động đối với thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý chuyên ngành, phân loại hàng hóa để chuyển việc kiểm tra chuyên ngành một số loại hàng hóa từ tiền kiểm sang hậu kiểm, xây dựng cơ sở dữ liệu chung để có thể chia sẻ thông tin giữa các cơ quan kiểm tra chuyên ngành và cơ quan hải quan, xóa bỏ tình trạng độc quyền trong hoạt động kiểm tra, đánh giá sự phù hợp, cũng là những giải pháp có thể giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính. Ở đây có thể nói như này này, cái việc quản lý để đảm bảo về cái nguy cơ và rủi ro cho người tiêu dùng với cái xã hội là cái việc đó là cần thiết. Doanh nghiệp nào cũng đồng tình như vậy cả. Nhưng có cái vấn đề câu chuyện đây là quá mức cần thiết. Danh mục cũng quá rộng. Quá mức cần thiết cũng quá rộng. Ví dụ như là nói là kiểm dịch thú y đối với sản phẩm động vật, đối với sản phẩm sữa chẳng hạn, thì ngay cả đến sữa bột cũng kiểm dịch thú y, đến thậm chí là có nơi là còn được hiểu là kể cả cái mặt hàng gọi là bánh kẹo, các sản phẩm dinh dưỡng có chứa sữa cũng lại trở thành như thế là mở rộng. Vấn đề là ở đây đang nói là quá mức cần thiết. Cải cách là quan trọng, nhưng điều mà doanh nghiệp cần hơn cả là cải cách phải phù hợp với yêu cầu thực tiễn mà doanh nghiệp đang hoạt động gặp vướng mắc. Gỡ khó, gỡ vướng, đúng thực chất mới chính là cải cách thực sự
mà doanh nghiệp cần. Theo tôi được biết thì cái thủ tục, các cái thủ tục hành chính thì họ, thì cơ quan chức năng cũng đang rất là gấp rút để mà cắt giảm các thủ tục đấy đi, để giảm bớt cái phiền hà cho các doanh nghiệp. Thì cái đấy là có thể là tùy từng cái tính chất của từng lĩnh vực, từng địa phương mà sẽ theo lộ trình. Chúng tôi cũng có mong muốn là các cơ quan chuyên ngành xem xét lại những cái hàng hóa nào cần thiết kiểm thì kiểm, hàng hóa nào mà chúng tôi có mang tính chất lặp đi lặp lại và nó chưa bao giờ có cái vấn đề xảy ra là không đạt chất lượng hết. Cho nên là đề nghị cơ quan hải quan phối hợp với các đơn vị chuyên ngành để xem xét lại cái vấn đề này để rút ngắn lại thời gian cho doanh nghiệp hơn. Với các quy định pháp luật doanh nghiệp thì cũng chưa đủ để mà kiểm tỏa toàn bộ các hoạt động của doanh nghiệp, mà cần phải các cái quy định của trong tất cả các hệ thống pháp luật Việt Nam. Đấy. Thì mới có thể là tạo nên một cái gọi là cái hệ thống pháp lý đồng bộ và toàn diện để mà kiểm tra giám sát cái hoạt động doanh nghiệp. Tiếp theo đó chúng ta phải kiểm soát lại những cái luật mới ban hành, rồi những nghị định mới ban hành. Có rất nhiều nghị định mới ban hành nó lại để thêm các cái quy định về điều kiện kinh doanh, cho nên cần một sự giám sát rất là mạnh mẽ, rất là chặt chẽ để cho nó không mọc thêm, mà mọc thêm chỉ là những thứ thực sự cần thiết, nó phải lý giải được cái mục tiêu chính sách mà nó bảo vệ. Thì căn cứ vào các chính sách đã được chính phủ thông qua, rồi là căn cứ vào các cái quy định của các văn bản cơ quan nhà nước cấp trên chẳng hạn, ví dụ luật để ban hành nghị định chẳng hạn, thì cũng sẽ kiểm soát chặt chẽ cái việc là quy định, các cái quy định về thủ tục hành chính, các cái quy định về điều kiện kinh doanh để làm sao đảm bảo phù hợp và tạo môi trường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Cái thứ hai tôi muốn nói, và cái thứ ba nữa là trong phạm vi thì của các bộ cũng như là của Bộ Tư pháp, thì sau khi các cái thủ tục hành chính được ban hành thì cũng đều thực hiện nghiêm cái việc là công bố công khai cái thủ tục hành chính để đảm bảo cho các cơ quan tổ chức cá nhân và công dân tiếp cận và trong việc thực hiện theo các cái quy định của pháp luật. Phần cuối của chương trình, mời quý vị đến với mục tư vấn pháp luật. Tham gia mục tư vấn pháp luật ngày hôm nay có luật sư Lê Thị Thu Hằng, công ty luật Quốc Minh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Thưa luật sư, có anh Phạm Văn Minh ở Thái Hà, Hà Nội đặt câu hỏi. Thưa luật sư, công ty tôi đã thành lập và kinh doanh được một thời gian dài và giờ tôi muốn tăng vốn điều lệ của công ty để mở rộng quy mô kinh doanh. Vậy mong luật sư cho tôi biết công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì có những cách nào để tăng vốn điều lệ? Tôi xin cảm ơn. Xin mời luật sư trả lời ạ. Vâng. Về vấn đề bạn hỏi, tôi xin được trả lời như sau. Theo quy định tại khoản 2 điều 87 luật doanh nghiệp năm 2014 về cách thức tăng vốn điều lệ của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, với trường hợp của bạn, công ty của bạn có hai cách sau đây để tăng vốn điều lệ. Cách thứ nhất là chủ sở hữu công ty tự mình đầu tư thêm vốn điều lệ. Cách thứ hai là chủ sở hữu công ty sẽ huy động thêm vốn góp của các cá nhân hoặc tổ chức khác. Nhưng xin lưu ý đối với bạn, trong trường hợp này thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cần tổ chức quản lý thay đổi cái mô hình hoạt động theo hai loại hình. Một là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, hoặc là công ty cổ phần được quy định cụ thể tại khoản 3 điều 87 luật doanh nghiệp năm 2014. Cảm ơn luật sư. Mục tư vấn pháp luật đã khép lại chương trình luật sư doanh nghiệp tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Và đừng quên, chương trình luật sư doanh nghiệp được phát sóng vào khung giờ mới 21 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại website www.vitv.vn và đừng quên cập nhật qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.